Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây có một đứa này em ơi, trong nhà nhá. Ui thằng bé này kiểu đang canh anh rồi. Em thấy M60 hả? Ok, gục một đứa. Trong nhà một đứa này. Cái lỗ xanh này. Nốc 2. Còn đứa nào? Ồ trời ơi. Mà cứu nhau này. Cứu nhau này. What the hell? Cứu nhau này. Cho này em ơi. Đứng lại, cứu nhau à? Cứu nhau à? Cứu nhau à? Ui. Thằng bé nó vẫn chạy được à? Công nhận anh chơi cái cây shotgun này anh chơi gà lắm. Thằng bé trong nhà này nốc cho em ơi. Nó rồi chết rồi. Chết rồi hả? Ok. Mà bên 50 rồi. Hay lắm anh ơi. Mới trôm được cái cây MP40 của chúng nó em ạ. Khá là ngon. Ở phía sau nó còn người nữa hả? Đây tranh thủ anh lượm ít đồ đã. Yếu à anh ơi. Ôi, mình còn chưa lượm máu nữa, quên. Máu full đã, mọi người chờ anh xíu nhá. Đây lên ngay, lên ngay. À thấy nó nhảy. Doraemon đấy hả? Thôi xong nó chết rồi em ạ. Một đứa làm sao mà cân được 4 đây. Hình như 2 đứa anh ơi. 2 đứa hả? Cũng được. Làm sao mà để cho nó 2 cân 4 được em. Thế chưa em ơi? Bây giờ có mền á. Mọi người lên chưa? Không có hả? Nó chạy đâu rồi. Anh cây ở dưới không có đâu. Chắc là nó chạy rồi em ạ. Anh qua đây ngăn cái nâng giáp phát. Dạ. Anh đừng đi. Anh giáp mấy anh? Anh giáp 3 này, bây giờ lên giáp 4 này. Ôi trời. Đứa nào lấy không này, okay. anh vứt luôn cho cái giáp 4 này. Ơ thật. Thôi em có. Lấy không? Tiên ơi, tiên ơi. Không lấy luôn, ui cho không ai lấy luôn anh em ạ. Chào anh, chào anh. Đây ai lấy giáp 4 không anh cho này. Cho luôn này. Ơ thật. Ui giời ơi. Cho giáp 4 không ai lấy anh em ạ. Này chơi chắc toàn gặp mấy bạn fan cứng anh em ạ. Em đã cực kỳ phê. Ui giời ơi, gắt. Mời anh hoài luôn. Ok. Nãy anh bận anh chơi solo á. Nên là không có chơi với mấy đứa. Ừ xong rồi anh chơi solo một lúc xong rồi từ kim cương anh xuống bạch kim 4 anh chuẩn bị xuống bạch kim 3 rồi em ạ. Nó bán kèm này. Ơ chờ anh xíu đây. Qua ngay. Anh ơi cho em kết bạn được không anh? Được em, xíu anh nhấn kết bạn cho xong mọi người rảnh mọi người nhấn vào add ấy, không biết nữa. Em một đứa đang chạy này, đang chạy ở dưới này. Đây này. Thắt đồng hồ. Thắt đồng hồ nha, 240 nha. Nó đang chạy vào này. Nó có nhà rồi em ơi, 240, căn nhà FVK đấy, thấy chưa? Căn nhà 2 tầng đấy. Em thấy. Nó đang tầng 1 nha em ơi, nó chưa chạy xa đâu. Ơ mà ui bên trên là còn người nữa, gắt. Đau lắm anh ơi. Thôi mọi người qua tháp đi. Qua tháp đồng hồ là hợp lý này. Này, ui. Cà đậu xanh này. Chạy đôi mây. Ủa anh thấy game thi thoảng nó hơi lag nhỉ, là sao ta? Nó lên tầng hết rồi anh ơi, Ok em ơi, nãy thấy game hơi lag là sao nhỉ? Ui gắt quá nhỉ. Anh cho nó quả lựu lên con nào. Một quả lựu bên này này. Chẳng biết trúng quả nào không? Cho nó dựng mong keo ghê quá em ạ. Thế này sao chơi đây? Phá mong keo cửa sổ nhảy vào em ạ. Vào thôi. Nóc. Thằng nào nữa? Một đứa thì à? Bay màu này em này. Đừng có để. Tôi có W kìa. Ai chơi không? Anh không chơi, anh đang cầm MP40 đây, không chơi khẩu đấy. Mày không chơi, mày chơi. Thôi để. Mày chơi. Nên mọi người cứ lấy mà chơi đi. Mọi người cho em đạn sạc vui với mọi người. Ai qua qua. Đạn shotgun hả? Anh không có. Đây anh có cái súng điện này. Anh bắn cho. Full, ui cả team full rồi. Anh có 2 thùng máu. 13 cây rồi, em có 13 bình máu này anh ơi. 13 bình á, vứt bớt đây em ơi, số mấy vậy? Em lút quá trời, ôi. Kiên hả? Dẫn, em biết mà, nghe chẳng biết. Kiên hay ai đây? Em tên Kiên hả? Ok. Thế nhiều máu quá cho anh ít máu đi. Anh ơi, em dục cái chỗ đó anh. Ở trên đấy hả? Từ đấy anh kiếm coi. Dạ, Kiên ơi, có bông keo không cho anh quá Kiên? Em hết rồi, em không thấy à? Chỗ sưởng cơ khí. À đây, thấy rồi. Rồi xong, anh có 7 tỷ máu luôn đi. Thế mọi người lên sửa đi. Tầm này lên sưởng cơ khí thôi anh em ạ. Để tí nữa lên khoe với bạn bè. Ờ cũng được em. Ôi dồi ôi, hôm nay chơi gặp đúng fan cứng. Khá là vui các bạn nhỉ. Trời ơi, anh ơi. Sao em anh đây?
Ừ anh nghe hai này. Hai thằng nhỏ ở nhà em cũng hâm mộ anh nãy giờ nè. Nó coi em đè em liên tục nè. Ui dồi thế nữa hả? Trời ơi đừng rồi, có đè okay, cảm ơn mấy đứa nha. Anh sĩ có tay súng 3 chưa? Thế à? Anh có rồi mày, anh có hai tay súng 3 này, đứa nào lấy không anh cho một tay súng 3 này, lấy không? Thôi em có. Ủa mà sao mấy đứa cho anh được mà anh cho mấy đứa thì lại không lấy? Anh chưa có tay súng em ơi. Nè. Này. Đâu? Đức hả? Anh cho tay súng 3 này có một cái này. Lấy không? Đây anh ơi, em có rồi anh ơi. Đấy tôi cho mấy đứa mà chúng nó không lấy anh em ạ. Chết dở. Trên đây có người anh ơi. À có người. Ok ok mở lên trên đi, chạy nhanh đi tránh cái vùng Z zone ra. Em nhân phẩm tốt lắm, không để trúng đâu anh. Không hên xui mà nhiều khi mình đai ấy chứ em. Ê, nguyên tim anh ơi. Nguyên tim luôn hả? Ghê. À nó chạy này. Nó chạy ném này. Rồi nha, nó. Cho chúng nó lên bả đi. Em mọi người vào trong đi, bom rơi. Tầm này bom sắp rơi rồi mọi người vào trong đi. Cho nó lên bảng luôn thằng này. Láo lên bảng luôn. Bên trong còn người nha. Mọi người này. Mọi người chạy thẳng 105 nhá, nhà ga tầng 1. Một đứa lên tầng rồi thì phải có hai đứa. Chúng nó lên tầng cả rồi mày. Lên tầng cả rồi nhá, nhà ga nhá, mọi người qua nhà ga đi. Không biết chúng nó có gài mìn hay không, không có đâu, không có mìn nhá. Lên thẳng Đức ơi, chúng nó không có mìn đâu. Không có mìn đâu, ok hay lắm. Hay lắm này, nốc rồi mày. Hợp lý thằng này nữa hả? Rồi quá hay luôn em ạ. Bọn này lên bảng hết nhá, lên bảng hết này. Bên dưới nó còn hả? Đấy xuống hỗ trợ nào. Mọi người xuống đi, ở dưới nó còn này. Xuống hỗ trợ cho mấy bạn đấy. Clear rồi à? Úi dồi, team gắt như này ai chơi nổi em. Bình thường thế này. Ok. Hai đứa cân ba. Đến qua đây xem thế nào. Máu anh ơi. Nè anh bị ghi mày bắn máu chưa? Đây anh cũng có cái bắn máu đây mọi người. Đứng ngay bắn trống được nhưng mà ui mấy đứa full hết máu rồi còn bắn gì nữa. Đây. Bắn máu. Bắn máu cho anh này. Né ra Huy. Đây bắn máu cho anh này. Bắn đi. Ok thank you nha. Anh có máu cho anh em ạ. Anh có ska rồi. Đang chơi cái combo ska với lại MP40 đấy. Ska lâu 2 hả? Tem này ai cân nổi. Mấy đứa chơi cục xúc thế thì ai chơi nổi thật. Anh nói thật chứ đâu đùa đâu. Nè Huy ơi, đẩy xuống tỉa này Huy ơi. Trời ơi. Tao kiên. Trời ơi, nó không kìa. Có giảm thanh không? Tầm này thì qua đâu mọi người ơi, để anh xem bo ở đâu nè. 12 bình máu này, ai thiếu máu kêu em. Bo nó thu ra mãi, tắt được hồ đây mọi người xíu chuẩn bị qua thác đi. Lầu 2 nhà gà. Anh có 7 túi máu này. Nên là không cần đâu. Thế xem bây giờ qua lượm xác cho nó trên tầng 2 xem có gì không. Nhà gà hả? Nãy bắn vội quá chưa lượm xác rồi cơ. Cơ bản là đồ anh cũng nhiều rồi, chẳng thiếu gì cả. Nếu mà thiếu thì bây giờ thiếu một cái băng súng 3 này, thiếu một cái băng đạn level 3 nữa. Là full đồ tím em ạ. Mà thực kệ đồ này cũng khá là ngon rồi. Đi thôi mấy đứa ơi. Cứ chạy dần qua thác đồng ngon là vừa, đúng rồi. Sĩ ơi, bo tiếp theo đây để sĩ ơi. Đâu em? Bo tiếp theo em chạy. Rồi, thế mọi người cứ qua thác đi, tí cho nó ở bên thung lũng cho nó chạy qua thác hết mà. Lo gì? Bo, nhưng mà bo tiếp theo chỗ cái đồng thông không ạ? Sao em? À ok. Chỗ làng Rim Nam đấy hả? Đánh tắt cái pick đi. Ok. Thì cứ qua cái tháp đồng hồ trước cái đã, không mọi người thích vào trong trước cũng được. Thật ra thì nó chỉ còn lại có mấy team nữa thôi. 4 team nữa. Em thì mẹ, nói không được luôn. Sao em xem? Run quá. Run hả? Anh tưởng đau họng, anh đang bị đau họng thi thoảng hơi ho xíu này. Anh thích sao em chơi vậy? So, ok. Thế cứ qua đây đi. Ê, tránh cái vùng Z zone ra em ạ. Đi lách nó ra. Ra phía chỗ chéo đây này. Em sẽ đi theo anh tới cuối con đường luôn. Cũng được em. Bo luôn. Bảo vệ luôn. Hôm nay gặp team cứng nó cover cho không được top 1 thì lại chán nhỉ các bạn nhỉ. Hello mọi người. Mọi người share like ủng hộ cho mình nhá. Đây biểu cảm của em. Đây là biểu cảm của em. Biểu cảm gì em? Thế ở đâu đây em? Em ở đâu đây? Em ở Đồng Nai em ơi.
Đồng Nai hả? Đồng Nai là ở cái chỗ nào ta? Hình như là ở miền Nam đúng không em? Ở ngay cái chỗ chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, ở miền Nam, ở gần Biên Hòa. Ờ mấy cái đấy không biết thật bởi vì anh ở ngoài Bắc cơ. Anh ở Hà Nội nên anh không có biết những cái vùng đấy. Chỉ hỏi vậy thôi. Ơ nhiều Red Zone thế nhỉ? Mọi người cứ qua bên phía tháp trước đi, còn canh cho nó nữa, cho nó chạy vào mà. Bon đang thu rồi, cho nó chạy vào hơi đông đấy. Ừ anh biết rồi nhưng mà Bon đang rơi em ạ, nên là chạy tránh nó ra. Không tí cả team xanh mộ thì hơi buồn. Nhiều khi chết vì bom rơi số nhỏ. Hơi nhiêu vậy? Ở đây rồi, đây rồi. 330 đấy hả? Cái nhà nhỏ. Anh thấy rồi, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Thôi xong mày chết rồi. Mày chết rồi em ạ. Ui ui nó bắn đây này. Gát, đứng lại mày. Ở phía 300 có người nha, 300 có người nha. Nhà 2 tầng 300, nhà 2 tầng 300, mọi người cẩn thận. Nó ngay nhà 2 tầng 300 ấy, cái đậu xanh này. Nó chơi auto headshot đấy mọi người cẩn thận đấy. Bơm bơm máu lên, bơm máu lên. Đưa cái mày, bơm máu đây. Đứa nào chạy lên vậy? Xây nó. Có ai nữa không? Cái đậu xanh bạn nó này. Ok, hay lắm, được. Cứu nhau đi. Ơ, trong nhà còn người trong nhà, dựng bong keo lên, một đứa đang để qua này. Một người qua đây hỗ trợ anh này, một đứa nó để qua này. Thằng áo trắng để qua này, ok, clear. Trời ơi. Bơm máu đi, ai thử máu đây bắn cho này. Cái này tối. Huy em ơi, Đức em ơi, quay đừng. Dựng bong keo lên. Dựng bong keo cẩn thận lên. Cứu Đức đi em ơi, cứu đi. Cứu đi em ơi, để em bắn cho. Quay gì vậy? Nguyên team đang đẩy xuống em ơi, bơm để máu lên. Đức em ơi. Thôi xong. Cho nó gạt hết rồi em ơi. Vào bo trước đi, nguyên team ấy. Kiên ơi, vào bo trước đi. Cho nó hình như là nguyên một team ấy, nên là mọi người cứ vào bo trước đi. Cho nó bắn máu cho nhau nữa hả? Kệ đi. Cẩn thận nó canh nữa nha. Bỏ đây canh nó thôi, thật ra thì... Ừ đúng rồi. Ôi anh em thấy chưa? Đứng gọi lại Kiên này. Đứng đây bắn máu cho này, chạy vào. Máu cho kia này. Okay, ở trên em ơi. Ở trên quay ở trên hai đường hai team này. Rồi hay lắm. Nó đẩy qua. Xây nó. Xây cho nó. Quay dựng một keo ghê vậy anh chơi. Dựng một keo ghê vậy anh chơi. Hốc một này. Chờ anh xíu. Chờ anh xíu này. Ui, nguyên một team squad lên em ơi. Bên trên nguyên một team squad nha mọi người, đừng cẩn thận nhá. Cái đậu xanh ghê vậy. Ui dồi ôi, anh cầm Sky xây cho nó này. Gãy liên tục luôn em ạ. Ui, nó qua nhanh vậy em ơi. Thằng này qua lẹ vậy. Cái đậu xanh nó qua lẹ vậy. Anh không ngờ nó qua nhanh vậy ấy. Hạ được nó trước cái đã. Có mấy thằng đấy? 4 thằng nữa à? Ui, xong một keo có cả luôn. Kệ đi. Xây. Ok, ui. Nó có lựu luôn. Ghê vậy, đừng. Còn 2 thằng nữa thôi. 2 thằng nữa hả? Chơi nhanh luôn, anh đang trong bo mà. Anh đang trong bo mà. Ok này, hợp lý. Hay quá. Ui chỗ này. Có máu. Anh hết bo keo rồi mọi người cẩn thận đi. Bắn máu cho anh, có máu không? Có bắn máu được không em? Ok bắn máu đi, để anh đứng gọi lại nào. Có bo keo không? Anh hết bo keo rồi, nhỏ thế. Sao. Bỏ ở đây cơ mà kệ đi, bỏ ở đây, không sao. Chỗ nhà gối trước mặt nhân. Đến qua chỗ Kiên, Kiên này cover hộ anh, bắn anh cho hướng nó đi. Cover hộ anh. Bắn cover đi ạ. Rồi ok, không sao. Vào trong rồi. Một thằng nữa. Nó ở ngay cái chỗ 255 đấy em ạ, chỗ thính. Thằng này xanh mộ chắc rồi em ạ. Ok. Nó xanh mộ chắc rồi em ơi, nó không sống được đâu. Chính xác. Nhưng có hai đứa ở đây cơ mà. Idol của tao về sao chống lại được. Anh đứng góc này đi. Em đứng góc bên cạnh. Hai đứa một con chuột cũng què à. Bắn chung với anh. Rồi để coi xem nào. Sức mạnh tăng gấp ngàn lần. Ui dồi, ghê vậy em. Mình run quá trời luôn á. Ui dồi ơi, chơi gà hơn mấy đứa mà run gì. Giờ xem từ kia nó chạy vào đây em này. Không phải gà. Nó chạy vào là tha hồ mà sấy thôi em ơi. Anh Ska nòng ba tay súng ba luôn. Ui bọn này ông ngà muốn ít. Chết rồi em ạ. Thằng kia nó chết rồi nhưng mà nó đâu rồi ta. Nó chạy vòng à. Anh nghĩ nó chạy vòng rồi, nó chạy vòng lại rồi. Cẩn thận hướng nhà 210 nhá. Okay. Ồ, anh này anh lại tới mấy giờ anh sĩ? Hôm nay lại 12 giờ em ơi, 12 giờ đêm. Ơ, ui đậu xanh. Nó chạy vòng đấy kia nè. À, thì mày đang chạy này, đang chạy này. Ui dồi ôi, xong top 1, hợp lý em ạ. Đây em ơi, điệu nhảy nào vậy?
Anh chỉ có điệu nhảy đấy thôi này. Đây em tặng hoa cho. Đây đây đây. Tặng hoa luôn hả? Đâu? Hoa đâu em? Hoa đâu? Dạ Phê Kỳ ơi. Ui dồi ôi, hoa đâu em? Anh chẳng thấy hoa đâu. Dạ Phê Kỳ. Ok mọi người, trận này top 1 rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.